sản Đông Công Hi Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức tỉnh Nghệ số điện thoại 0354399929 và sau đó thì cửa hàng thì chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship cốt toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một máy cưa xích. Dạo thời gian gần đây thì cửa hàng chúng em lên hàng khai thác nhiều quá. Đó thì các bác hay hỏi em về những dòng cưa như có khai thác nhỏ nhẹ hoặc khai thác tầm trung thì hôm nay thì hàng chúng em xin giới thiệu cho các bác một máy cưa mang thương hiệu cũng của Đức luôn các bác nhé Estin hiện này là, là dòng 021 các bác nhé 021 nòng của nó là 40 ly công suất của nó là 40 40 cc các bác nhé 40 phải mấy cc đó thì cứ cho là 40 cc đi nha con này thì tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp một khóa 19 siêu chắc chắn làm xích thì nguyên zin của nó các bác nhé lam của nó thì nó đã bị chóc cái nước sơn rồi còn về tổng thể đầu lam thì còn đảm bảo đẹp nguyên các bác nhé chưa hề có biểu hiện tòe đầu hay là móp méo gì cả đó còn xích thì còn to bản nguyên đồng thể có cây máy này các bác nhá, một con máy mang thương hiệu của Đức Estin 021 nguyên zin nguyên bản các bác nhá con này thì nói chung là công suất nhỏ nhẹ khai thác tầm trung nói chung là cắt keo đầu linh tinh thì các bác nào mà đang cần tìm cho mình một chiếc máy cưa mà vừa vừa tầm một tí xíu thì các bác tham khảo thì con này các bác nhá con này thì có thể có kéo được khoảng tầm 5 năm đổ về các bác nhá thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên thì các bác thắng xích còn sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá kéo được khoảng tầm 5 năm đầu đổ về nên là các bác lưu ý các bác nhá xem kỹ video các bác nào mà đã ứng ý con này rồi tua đi tua lại xem kỹ giúp em các bác nhá các bác nào mà đã cảm thấy ưng ý rồi Muốn đặt hàng con này rồi thì hãy chắc máy ngay Và liên hệ cho cửa hàng của chúng em Máy móc thì đảm bảo cho các bác là Vẫn như mọi khi thôi, nguyên zin nguyên bản các bác nhé Chưa hề bung chạm máy móc hay là làm sao cả À đây có một cái phần mà Em đã thay rồi thì cũng trên video Thì cũng xin thông báo với các bác Là cái phần <laughs> Cái này nó bị uh, mất mất rồi Lúc mà cửa hàng của chúng em về nó bị mất mất rồi Thì cửa hàng chúng em thay cái lọc gió mới rồi các bác nhé còn tất cả mọi linh kiện thì đảm bảo cho các bác là vẫn là nguyên zin nguyên bản nên là các bác hoàn toàn yên tâm trên video thì cửa hàng chúng em máy móc có sao thì cửa hàng chúng em quay kỹ cho các bác vậy để cho các bác nhìn nhận qua có thể ưng ý nhất rồi các bác đặt hàng của cửa hàng chúng em các bác nhé khi bác đặt hàng cửa chúng em thì cửa hàng chúng em sẽ gửi đúng y như con các bác đặt nên là các bác hoàn toàn yên tâm còn riêng về phần máy móc thì đảm bảo cho các bác tới tay các bác là sử dụng là đảm bảo cam kết cho bác là dọn đồ ngon lành hết Ờ tại vì máy là cửa hàng chúng em trước khi về là đã dọn nổ test nổ test đi test lại rất là nhiều lần rồi trước khi về nhá là cửa hàng chúng em đã test nổ lại một lần một lần rồi đi đem đi dọn rửa dọn rửa xong test lại nổ một lần nữa và trước khi lên video lại test nổ lại một lần nữa và đóng hàng đi cho các bác là cửa hàng chúng em vẫn phải kiểm tra cũng như là test nổ lại một lần nữa các bác nhá là tổng cộng gồm 4 lần test nổ nên là các bác không cần phải lan tăn là khi hàng tới thì các bác không máy móc nó sẽ như thế này như thế kia thì không cửa hàng chúng em cam kết cho các bác luôn đó và giá hiện tại thì con này thì cửa hàng bán với giá là 3 triệu 800 ngàn cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện một phụ kiện bên em là gồm một tip mở buji một chiếc rũa và một tô viết chỉnh các bác nhé đó một tự tip mở buji đó nên là các bác um, uh, vui lòng xem kỹ video giúp em các bác cảm thấy mà ưng ý con này rồi thì các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi các bác nhé hoặc là bắt đầu sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho em cả hàng chúng em thì vẫn sử dụng Zalo số đó luôn vâng bây giờ thì cả hàng chúng em xin phép xách uh, uh, cái máy xuống xuống kia để giật test nổ cho các bác các bác nhá đó chứ không là uh, vừa quay vừa test nổ trên bàn thì nó cũng hơi khó các bác nhá <laughs> các bác vừa nãy nghe thử trải nghiệm qua tiếng máy thì các bác biết rồi đúng không ạ? Máy móc của siêu phíp và chất lượng luôn các bác nhá. Linh kiện thì đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản, hàng chưa bung chạm máy móc các bác nhá. Đó, nên là các bác nào mà muốn đặt hàng có cho cửa hàng chúng em thì các bác hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em sẽ gửi video cũng như là các bác cần tham khảo thêm thì các bác cứ việc liên hệ cho cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em sẽ tư vấn nhiệt tình các bác nhé Và giá hiện tại thì con này vừa nãy cả chúng cũng thông báo rồi đúng không giá 3 triệu 800 ngàn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện đó nên là các bác hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cả chúng em có bác nhé rồi cả chúng em xin chào các bác hãy có một video sau